Đây là điện thoại chưa đỡ rồi nên là chưa đỡ nổi. Có thể là nó kiểu thế này, thế những nước khác mà người da đen thì họ dùng cái buổi ban ngày em. Xin chào mọi người nha, mình Quét Bonito. Xin chào mọi người. Đâu đưa chào mọi người. Xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả mọi người. Hoi. Hoi xin tu un poco más diferente también que ontem, de ontem y de todos los días. Cada día tu senti más un poco diferente. Tại tôi biết quan du kể Maraji. No. 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 Nembra sa do Maria. A tristeza só que eu tenho é só de não ver a família de casa, só. Só, é só. Não, que buồn rồi, vì không có người nhà, vì buồn không có người nhà thôi. Hôm nay một video rất là đặc biệt mọi người. Đấy. Antonio chắc là cũng chưa biết đâu. Aquí, tan presente para você. Ya, esa presente. Esa primeiro telefone. Đây là có một cái điện thoại của khán giả, mọi người, của khán giả gửi tặng cho Antonio. Đây là cái điện thoại, cũng là điện thoại cũ thôi nhưng là điện thoại rất là xịn mọi người. Điện thoại Samsung Galaxy S20 cơ. Đây là cái điện thoại này là điện thoại ngon hơn điện thoại của sếp. Tức là bây giờ sếp sử dụng cái điện thoại chỉ có mấy triệu mà ông sử dụng cái điện thoại mấy chục triệu. 17 triệu ấy mọi người ạ. Bây giờ là sếp sử dụng cái điện thoại thì rất là đều. Thế nhưng mà bây giờ Antonio dùng cái điện thoại 17 triệu này đây mọi người. Đấy, thấy không? Bây giờ là esa presente para você, ya. Ok. Come on. Đấy. Ok. Para você usar aqui, ya. Depois eu vou ajudar você entrar, ya. Đấy, đây là điện thoại. Đây là điện thoại Antonio được tặng cho mọi người nha, được tặng. Đấy, chứ không phải là của Quyết mua đâu. Đấy. Ok. Yeah, ok. Para você usar aqui. Tira foto tudo coisa, você vê aqui, apresenta, tipo, fazer foto e fazer vídeo para apresentar lá, Angola. Ok? Ok? Tudo bem, nhỏ thế mà, không xem gì đây. Con nhầm bố ạ. Còn mục thứ hai là mục tặng tiền cho Antonio. Thực ra thì tiền này cũng không phải là tiền của mình nhé mọi người. Tiền của khán giả gửi mừng tuổi cho Antonio đấy. Mọi người gửi tiền vào mừng tuổi cho Antonio, mừng tuổi vào tài khoản của mình ấy. Thì mình đưa tặng cho Antonio 1 triệu trước. Còn những cái tiền mà Antonio nhận được mừng tuổi ấy thì mình sẽ giữ lại để cho các bạn đi tiêu ở bên Angola nha mọi người nhé. Chứ các bạn ấy chả nhận tiền Việt làm gì cả. Cái tiền này là để cho Antonio đợt này sẽ đi mừng tuổi trẻ con, tức là đi chơi, đi gặp trẻ con, sẽ mừng tuổi cho trẻ con mọi người nhé. Antonio, essa dinheiro para você apresenta a você da boa festa de criança. Dezembro, essa criança e um pouco de que semana um pouco de moço, entendeu, né? Dez anos para baixo. Pode dez anos para baixo. Yeah. Para você que manda de Jesus da vida ele, mais boa mais vida ou boa, você boa felicidade para boa vida e bom futuro. E essa você vai meter aqui, tá? Vai meter aqui dentro dessa. Ah, quer dizer que essa aqui é envelope. Tipo envelope. Sim. Mình sẽ hướng dẫn Antonio là sẽ cho bạn lì xì để tức là bạn sẽ gọi là như là bạn đi có một cái Tết hoàn hảo ở Việt Nam luôn. Đấy, meter aqui. Cada meter đến đấy. Mỗi lì xì của Antonio thì gọi là để cho nó có tự trưng đấy. Cho nên là mỗi lì xì Antonio sẽ là 10.000 hoặc 20.000 ở đây mọi người nhé. 10.000 hoặc 20.000 ở đây này. Đấy, depois encontra y você de Jesus y da boa festa. Để dư duyên đấy, tiếp tục chúc mừng năm mới. Fala chúc mừng năm mới. Công ty Asa Phúc Quân Fala chúc cháu mau ăn cháu lớn chẳng hạn. Ok. Không biết luôn. Mấy ngày hôm nay này, mấy ngày hôm nay là quay ra để viết này mọi người. Quay ra để viết để học nha mọi người nhé. Đấy. Đấy, đang viết. Chúc mừng năm mới. Chúc cháu hay ăn cháu lớn. Chúc cháu hai ăn trong lớn.
Hai. Hai anh trống lớn. Hai anh trống lớn. Trống lớn. Example was in so the point go up evo asina você my o doi o quatro frasa para você falar. Entende, né? Okay. Uh-huh. Esse é o mais importante ainda, o primeiro. Uhum. Não, pode assim só. E você recebe só, né? Ai, Chong. Năm nay Antonio được về ăn Tết chơi với vợ chồng mình một điều rất là đặc biệt đấy. Thực ra thì năm nay là để làm hộ chiếu cho Antonio về được thì rất là khó mọi người. Thực ra đến Quyết cũng không đủ khả năng để làm visa về cho Antonio đâu mọi người. Quyết phải nhờ người nhé. Rất nhiều khán giả bình luận bảo là như nhà bình luận bảo đưa Antonio về để lên VTV. Thế nhưng mà thực ra Antonio về chẳng có mục đích gì cái việc ngoài là mình đưa về để bạn đi học nông nghiệp với lại trải nghiệm Tết của Việt Nam cả mọi người. Chẳng qua là Quyết thích đưa bạn về thì Quyết đưa bạn về thôi chứ Quyết không phụ thuộc gọi là không phụ thuộc vào một cái mục đích gì của công ty gì hay là xí nghiệp nào hay là bất cứ vào mục đích của ai cả. Đây là mình đã hứa với bạn ấy là mình đưa bạn đi về để đi chơi Tết, đưa về Việt Nam để cho bạn ấy học tập những cái thứ nông nghiệp ở đây và những cái kể cả những cái việc chăm sóc con cái này hay là cái thói quen sống ở Việt Nam mình này hay là những phong tục tập quán và môi trường sống ở Việt Nam mình đấy. Bởi vì là lúc đầu thì bạn ấy rất là chăm chỉ, mình thấy bạn có tương lai, bạn cố gắng. Đối với mình thì mình không quan trọng, bạn cố gắng thì mình có thể mình có giúp đỡ được, mặc dù là Quyết cũng không nhiều, tài chính Quyết không nhiều đâu mọi người, nhưng mà Quyết hứa giúp bạn ấy thì Quyết khả năng Quyết giúp bạn được. Cho nên là đợt này là đưa Antonio về đây là để cho bạn ấy thực tế nông nghiệp chứ không phải là để lên TVTV như mọi người nói, hay là có ai mời hay là Mạnh Thường Quân nào bỏ tiền ra cho bạn về, cái đấy thì cũng không phải mọi người nhé. Chuyến đi của Antonio về đây này, đấy, Antonio về đây chơi thì đúng là mình duy nhất là phải nhờ một anh bạn, đấy, một anh bạn là giúp đỡ để làm hộ chiếu cho Antonio, làm visa cho Antonio, bởi vì visa của Antonio thực sự là khó khăn lắm mọi người. Đấy, Antonio, Santiago ngủ. Dạ. Dạ, xin chúc mừng tu feliz pelo presente. Por tudo que estão fazendo para mim. E acredito que se continuarmos assim e eu também continuar a trabalhar conforme o Dr. Quet ensina eu a trabalhar, me dá muita força mesmo pelo meu futuro e o futuro das crianças que eu tenho, a família de casa. Então eu agradeço muito. E eu continuo a fazer a coisa que o Dr. Coiti tem me falado para fazer. E acho que terei um bom futuro pela frente onde vamos. E também as crianças terão um bom futuro, porque eles também vão seguir a mim. Tá bom, pessoal? Tem muita coisa, mas ainda preciso pensar um bocado. E eu acho que ainda não estamos no fim, ainda vamos ver muita coisa em frente, mas tem que ser coisas boas, conforme já estão a acontecer. Durante o tempo todo que já estamos, está acontecendo muita coisa boa. E tenho que ter também desejo, força, felicidade e boa vontade de fazer as coisas. Porque se não tivesse isso tudo, essa vontade, acho que não ia conseguir nem até chegar até aqui onde estou. Dạ, ok. Thực ra thì chuyến sang lần này thì ngoài cái việc mà đi chơi với vợ chồng mình xong là nói chuyện tiếng bồ xong ấy, thì ngoài ra bạn ấy không nói chuyện được với ai, không giao tiếp được tốt với ai mọi người, bởi vì bạn không nói tiếng Việt ấy. Thế nhưng mà cơ hội để cho bạn về thực ra là không có nhiều, cơ hội về là không có nhiều. Vợ chồng mình bây giờ đang quý các bạn ấy, đang quý các bạn ấy, và các bạn ấy đang tốt, đang thực hiện tốt rất là nhiều điều đấy, và
cơ hội mình về, mình có thể kèm theo bạn ấy về, đấy là một cơ hội rất là lớn. Mình cũng không muốn để bạn ấy tuột cơ hội về Việt Nam, cho nên là mình rất cố gắng để cho bạn đi về bây giờ. Không biết đâu mấy hôm nữa hay là một thời gian sau, ông quyết ông tự nhiên ông nổi khùng lên, ông nổi điên lên, ông không chơi với ông Antonio nữa thì ông này lại mất cơ hội về Việt Nam. Thế nên là mình rất là cố gắng để tạo điều kiện cơ hội cho bạn về. Thế nhưng mà cũng có một điều là mình muốn chia sẻ và muốn nhắn nhủ với khán giả rằng là mình đưa Antonio về đây cũng không phải là để mà nhận tiền lì xì, hay là cũng không phải để lên VTV, hay là cũng không phải là để liên kết với một tổ chức nào cả. Đấy, chẳng qua là mình thích thì mình đưa về thôi. Thế cho nên là mọi người gửi tiền ủng hộ gọi là mừng tuổi cho Antonio thì rất là tốt, mọi người mừng tuổi cho bạn cũng rất là tốt. Thế nhưng mà cũng có rất nhiều người mà nhắn tin cho mình để cũng gửi đồ này, để xin địa chỉ nhà để gửi đồ này. Mình cũng xin lỗi rằng là mình không thể nhận hết được món quà của mọi người, bởi vì là nếu như mà mình có nhận, bởi vì cũng rất là nhiều người muốn gửi mà, cho nên là nếu như mình có nhận được thì chưa chắc mình đã mang sang được, bởi vì là đi máy bay mang sang thì số lượng hàng là nó có hạn thôi, nó không có nhiều đâu mọi người. Rồi là rất là nhiều đồ, nếu như mà mọi người gửi thì sẽ rất là nhiều đồ trùng lặp ấy. À, mình sẽ xem xét là những cái thứ đồ gì mà các bạn ấy cần thiết. Đấy, sẽ những thứ đồ gì bạn cần thiết thì mình sẽ mua, hoặc là mình sẽ nhận tùy vào từng người, món đồ của từng người gửi mọi người, chứ mình sẽ không nhận tất cả đâu mọi người nhé. Tất nhiên là mọi người gửi đồ cho các bạn và mừng tuổi cho Antonio thì cái đấy là cũng mọi người cũng đang giúp đỡ Quỳnh và Quyết, gọi là về cái khoản vấn đề kinh tế Quyết và Quỳnh đỡ phải lo nhiều cho các bạn ấy. Đấy, bây giờ sắp tới sang thì tất nhiên là nếu như mà không có ai ủng hộ hay cũng không ai mừng tuổi bạn ấy thì mình cũng sẽ là mình sẽ bỏ tiền ra mình mua đồ các thứ sang đấy để làm quà cho bạn ấy thôi. Cho nên là nếu như mà ai mà nhắn tin bảo là tặng quà hay là gửi đồ gì mà mình không trả lời được thì mọi người cũng thông cảm, bởi vì là thời gian này Tết cũng rất là bận rộn nhé, rất là nhiều việc, rất là bận rộn ấy. Những cái lúc nào mình rảnh thì mình sẽ kiểm tra tin nhắn và mình sẽ tranh thủ trả lời mọi người. Mình rất là hay đọc tin nhắn và cũng tranh thủ gửi cho để trả lời cho mọi người đấy. Cho nên những ai mà mình chưa trả lời lại thì mong mọi người thông cảm nhé, bởi vì Tết bận rộn mà nhiều. Với lại Antonio đợt này về mình cũng phải đưa Antonio đi nhiều nơi, nhiều chỗ nữa để cho bạn học đấy. Cũng rất may là đợt này về thì Antonio học cũng được khá là nhiều thứ rồi đấy, khá là nhiều thứ. Quỳnh thấy thế nào? Nói chung chủ kiến ý kiến của anh thì anh nói thì em biết thôi, còn em chỉ hỗ trợ trong trong cái công việc thì anh muốn làm thì em hỗ trợ thêm vậy thôi. Nói chung là Quỳnh gọi là hỗ trợ Quyết là chính thôi, còn đưa Antonio đi đâu hay là làm những cái gì thì chủ yếu là Quyết là chủ đạo mọi người. Đấy, Antonio nhá, Esa para vos esa bi di que ano novo de Vietnam como nos sempre da boa festa da criança o mais venho dai ciao Antonio esse você bene imazen tipo imazen assim Vietnam e Asia. E quando você dá que boa festa para a criança, ele também gosta muito porque que está estrangeiro. Ele gosta muito. Sim, porque e essa tipo code vermelho aqui, code vermelho é tipo boa sorte para outra pessoa. Se dá prima ano novo é coisa tudo ano vai ficar tipo boa sorte. Mấy ngày hôm nay Antonio cũng được trải nghiệm không khí Tết với hai vợ chồng mình rất là nhiều. Đấy, đặc biệt là đây trang hoàng những cái chỗ đây này, Antonio mới quên làm này. Durante o tempo aqui, você nós fazemos aqui, você sente como? Sente muito diferente, uma organização boa. Que Angola não temos essa organização. Parece brincadeira, mas é muito sério. Muito sério mesmo, as coisas não tão fácil. No princípio não estava fácil, mas agora está tentando ficar um pouco fácil. Ok. Porque também eu não acreditava. Não acreditava com isso. E duvidava um pouco com as coisas. E mesmo as pessoas lá no meu país e na província onde nos encontramos, algumas pessoas estavam a falar mal de nós.
Você, como essa amizade que tem? É como? Você está aí aonde? Não sei o quê. Você está trabalhando com chinês? E eu lhe falava, não, chinês não. Vocês é que estão a pensar mal, não é? E também, ao longo do tempo, eles também começaram a ver que não é assim conforme eles estavam a pensar. A coisa modificou, agora está outra. Então, eu não tenho mais como pedir obrigado, não sei mais como pedir, não sei se eu vou pedir como. Ok, tá bom. Bây giờ mình sẽ giúp cho Antonio sẽ sử dụng một số chức năng khóa điện thoại với là mở điện thoại của bạn ấy mọi người nhé. Những cái này thì bạn ấy không nắm rõ lắm, nên là mình phải hướng dẫn cho bạn ấy để cho bạn ấy sử dụng điện thoại. Nói chung là thực ra thì nếu như ở bên Angola ấy, nếu như ở bên Angola thì mình sẽ không nhận cái điện thoại này mọi người, mình sẽ không nhận điện thoại để mua cho bạn đâu. Nhưng mà thôi, đây ở Việt Nam nhé, ở đây ở Việt Nam thế xong rồi là mình bạn ở đây bạn cũng buồn đi, thế cho nên là cũng nên để cho bạn ấy có cái để bạn ấy ghi lại mọi người, để ghi lại cái hành trình của bạn ấy, với lại những cái gì mà bạn ấy nhìn thấy, bạn chụp ảnh lại để cho con cháu ở nhà xem, để vợ xem nữa. Nên là mình quyết định nhận này. Nếu như mà không nhận được cái điện thoại này thì thực ra thì mình cũng sẽ mua cho bạn một cái điện thoại rẻ hơn một chút nha mọi người nhé. Nào, mình theo chị đen đủ asin mash. Ok, mash 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 ok mash levanta mash mash levanta levanta mash Có thể nghiêng cái đầu vào tay không? mash được mash mình theo xem đi. Ok, Tại bên phải đúng không? xem đi. Ai gì đó để từng làm cho nhanh. Nói một miệng mới được 72%. Ele uma vez. Nói chung là hơi lâu mọi người, mấy người mà mới dùng điện thoại Até mới. Ok, tạm biệt cả. Rồi bây giờ là thêm cái khuôn mặt cho ông ấy để cho ông dễ mở. Thế xong rồi sau này mà cài thêm cái gì nữa thì ông cài thêm để diện khuôn mặt. Rồi, khuôn mặt, thêm khuôn mặt này. Rồi, đây, để tôi đưa cho ông này vào khuôn mặt tôi đi. Tí nữa phải hai gương mặt nó mới vào được cái Không được à? Tối quá à? Khả năng mặt ông tối quá mọi người, mà ông tối quá không được. để em nổi thêm Cho đèn ta nữa. bay, cho ta bay. Mình phải soi cho nhà mình đây, mặt cũng mặt nó đâu đâu phải tối quá. Không thấy khuôn mặt cơ. Hôm nay là buổi tối. Hôm nay khuôn mặt. Cái Đây này chỉ dùng được ban ngày thôi. rồi, soi. Đừng soi sáng quá em, đừng soi sáng quá. Như này được chưa? Lỗi rồi. Sao trực diện đi. Đây. Đấy, như vậy được rồi, ok. Đấy, được rồi này. Đấy. Có đèn mà nó khác. Đây là điện thoại chưa đỡ lỗi nên là chưa đỡ nổi. Có thể là nó kiểu thế này, thế những nước khác mà người da đen thì họ dùng kiểu Buổi gì? ban ngày em. Được rồi, ok. Tạm ơn nhá. Bây giờ tôi đổi ngôn ngữ cho ông. Ok, agora sou. Assim já abri. E me assim. Tá? Quando já não abri. Quando não abri assim, você pode virar assim. Tá? Qua. Tá? Ok, tá bom. Được rồi nhé mọi người nhé. Video hôm nay chúng ta kết thúc ở đây thôi, với một số vấn đề chia sẻ cho mọi người. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nhé. Một video ngắn để tặng quà cho Antonio. Và Antonio chắc là tối nay chắc là vui không ngủ được mất. Đấy, tối nay chắc là vui không ngủ được. Và chắc chắn hy vọng là Antonio sẽ đợt này sẽ học được nhiều thứ nha mọi người nha. Ok, tạm biệt mọi người nha. Ok, tạm biệt mọi người nha. Rồi, chúc mừng năm Tạm mới biệt đi. mọi người. Chúc mừng năm mới. Ok, tạm bao nha. Rồi, tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha. Chúc mọi người năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Rồi, quan ra chưa?